Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã thường xuyên theo dõi chương trình tư vấn phong thủy của công ty phong thủy Tâm Nguyên. Và hôm nay tôi là Thiên Long và bên cạnh tôi đây là anh Đức Trung. Thì hôm nay đó là chúng tôi sẽ quay trở lại để hướng dẫn cho các anh chị về cái việc khai sơn lập hướng cũng giống như tu phương của năm Canh Tý 2020. Và cụ thể có rất là nhiều các anh chị cũng có đặt các câu hỏi đến với phong thủy Tâm Nguyên hỗ trợ, ví dụ như năm sau 2020 tôi muốn làm nhà, tôi muốn tu tạo sửa chữa và tôi muốn làm một khắc tháng làm sao cho nó vượng. Và để biết được cái tâm tư và cái nguyện vọng của các anh chị thì hôm nay thì chúng tôi có làm cái video này để giải đáp cho anh chị về vấn đề khai sơn lập hướng. Và có rất nhiều các anh chị vẫn còn đang lăn tăn, đang lấn cấn ở cái việc có làm nhà tuổi của mình đẹp hay là nhà mình phân đất của mình tốt. Thì hôm nay thì để rõ hơn vấn đề này thì đầu tiên xin nhờ anh Đức Trung anh giải đáp và anh hướng dẫn cho các anh chị về cái việc làm nhà cụ thể như thế nào. Xin mời anh Đức Trung. Vâng, cảm ơn anh Long. Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh tư vấn hồ sơ phong thủy của phong thủy Tâm Nguyên. Giống như anh Long có chia sẻ đó là cái tâm tư nguyện vọng của các anh chị trong cái năm 2019 thì các anh chị đã mong muốn biết đến cái năm 2020 để tôi có làm được nhà hay không, đúng không? Và cũng có khá nhiều những cái câu hỏi thắc mắc của các anh chị khác nhau về cái việc 2020 thì tôi làm nhà theo cách như thế nào, hay tuổi tôi năm 2020 có làm nhà được không, hay tuổi tôi có làm nhà được hướng này được hay không. Thì cái câu hỏi này thì đã có những video trước đó chúng đã giải đáp với các anh chị. Thì trong cái video mà khai sơn lập hướng của năm 2020 này thì chúng sẽ chia sẻ thêm lần nữa để các anh chị hiểu rõ hơn về quan điểm làm nhà. Thực chất chúng ta hiểu một điều đó là chúng ta làm nhà là chúng ta động thổ lên trên đất chứ không phải chúng ta làm trên người, đúng không ạ? Do đó là chưa phải cái yếu tố tuổi tôi có làm được nhà hay không, hay tuổi tôi năm nay có làm được nhà hay không, yếu tố đấy không phải là quan trọng nhất. Yếu tố quan trọng nhất mà chúng ta cần phải xét đó, chúng ta cần phải xét xem yếu tố là vận khí của đất và cái năm mà anh chị muốn làm đấy, vận khí đấy nó có được tốt hay không để anh chị tiến hành, các anh chị làm nhà. Cái việc mà đánh giá vận khí của đất nó có tốt hay không thì chúng ta dĩ nhiên phải căn cứ trên yếu tố tọa và hướng của nhà. Thì chúng ta mới đánh giá được cái việc là hướng nhà tôi vào cái năm này nó có vận khí tốt hay không để tôi triển khai tôi làm. Nếu như cái vận khí của hướng nhà mình năm nay nó xấu thì chắc chắn chúng ta không làm được dù tuổi đấy có đẹp đến mấy, đúng không ạ? Do đó là chúng ta phải bóc tách hai cái yếu tố đó là vận khí của đất và cái tuổi trạch chủ có làm được nhà hay không. Thì thực chất tuổi nào cũng làm được nhà, nhưng vận đất mà nó xấu thì không làm được. Còn lại chúng ta xét tiếp, nếu như vận đất nó tốt rồi thì cái tuổi của anh, nếu như anh phạm tuổi anh không động thổ được thì anh có thể mượn tuổi khác để động thổ, chứ không nhất thiết là trạch chủ phải động thổ. Trạch chủ động thổ thì điều rất tốt, nhưng nếu trạch chủ mà không động thổ được do phạm tuổi, có thể là kim lâu, tam tai, hoang ốc hay thái bạch, thì các anh chị cũng có thể mượn tuổi người khác để động thổ giúp, nhưng các anh chị vẫn là chủ lễ. Vậy thì quay lại với câu chuyện đó là chúng ta cần phải xét yếu tố vận khí của đất có làm được hay không, thì căn cứ trên yếu tố là tọa hướng của nhà các anh chị nhé. Tức là anh chị phải đo được hướng nhà của các anh chị xem là bao nhiêu độ, thì sau đó báo lại cho phong thủy Tâm Nguyên dựa trên cái việc là chào phong thủy Tâm Nguyên chẳng hạn, nhà tôi là hướng này, tôi muốn xây nhà trong năm 2020, hướng này bao nhiêu độ, tương đấy các anh chị đọc ra và tôi muốn xây nhà trong năm 2020 thì xin hỏi chương trình là có làm được hay không. Thì căn cứ vào đấy thì chúng tôi mới có thể tư vấn được các anh chị là có làm được hay không. Làm được hay không chúng ta lại chọn tiếp đến yếu tố là tháng nào vượng để chúng ta triển khai động thổ, và đi sâu tiếp vào nữa là năm tháng ngày giờ để triển khai động thổ và tuổi nào động thổ giúp các anh chị thì cũng sẽ có trong cái phương án trả lời của phong thủy Tâm Nguyên đó. Do vậy là chúng ta phải biết rằng là tọa hướng của ngôi nhà nó có được tốt hay không, chúng ta làm đo được cái hướng đấy bằng cách để các anh chị dùng La Kinh hoặc là dùng cái ứng dụng La Bàn Việt các anh chị tải về điện thoại của các anh chị dựa trên hệ điều hành Android hoặc là iOS thì đều có thể tải được cái ứng dụng này về đo xem hướng nhà mình là bao nhiêu độ, thì các anh chị sẽ biết chính xác được rằng là nó tọa gì hướng gì, thì căn cứ vào đấy báo cho phòng thủy miền chúng tôi mới tư vấn được. Và cái việc mà đánh giá trên yếu tố rằng là làm thế nào để biết rằng là hướng nhà mình nó có phạm sát hay không thì căn cứ theo yếu tố mà các thần sát đáo đến mỗi năm, theo mỗi một năm thì các thiên tinh thần sát nó đáo đến, thì tương tự như vậy chúng ta có thể xét năm yếu tố thần sát qua các năm mà nó đáo đến các vị trí nào chúng ta cần phải kiêng kỵ, ví dụ như là ngũ hoàng đại sát, thái tuế sát, mậu kỷ đối tiên sát, mộ long biến vận sát và tam sát. Đấy là năm cái sát rất lớn mà chúng ta cần phải chú ý trong cái việc xét việc tu tạo sửa chữa hay là xây mới. Thì trong cái video này thì Đức Trung và Tiên Long cũng sẽ chia sẻ đến các anh chị biết rằng 2020 những hướng nào mà chúng ta triển khai xây dựng mới được, những hướng nào chúng ta không xây dựng mới được, những phương vị nào chúng ta tu tạo sửa chữa được và những phương vị nào chúng ta không nên tu tạo sửa chữa, thì các anh chị cũng sẽ biết, đồng thời cũng sẽ biết được cái việc tháng nào vượng để chúng ta triển khai là tu tạo sửa chữa hoặc là xây mới. Thì thông qua video này nếu anh chị có sổ bút ở trong tay thì các anh chị cũng có thể ghi chép lại để mà có thêm cái thông tin cụ thể hơn cho mình để định lượng ra được cái việc năm sau tôi định làm nhà thì chúng ta dự chủ các phương án làm sao. Còn chi tiết cụ thể hãy để phong thủy Tâm Nguyên cần phải khảo sát và tư vấn cặn kẽ hơn nữa. Nhưng qua video này, đây là một trong những video mà các anh chị đáng phải xem và đáng phải chú ý rồi,
đúng anh Long? Vâng, đúng rồi. Rất là cảm ơn anh Đức Trung về cái hướng dẫn cũng giống như là những cái lời muốn gửi đáp lắm đến các anh chị. Thứ nhất là cái việc làm nhà thì đầu tiên đó là mình phải xác định vận đất. Cái thứ hai xác định được đúng cái tọa hướng của nhà mình. Và sau đó thì các anh chị mà còn chưa hiểu hay là còn đang lăn tăn thì có thể nhờ đến Phong Thủy Tam Nguyên sẽ hỗ trợ được anh chị. Và cụ thể trong năm 2020 thì với cái vấn đề khai sơn lập hướng, với cái hướng nam thì cụ thể như nào anh Đức Trung? Đối với chúng ta biết là trong việc chúng ta xem các hướng, chúng ta có bốn phương tam hướng: đông, tây, nam, bắc, đông nam, tây bắc, tây nam và đông bắc, đúng không ạ? Và khu vực ở trung cung. Vậy thì chúng ta sẽ đi vào từng hướng đầu tiên, thì Đức Trung sẽ xin chia sẻ với các anh chị cái hướng đầu tiên trong các cái hướng. Thì trong đó có hai phần, đó là phần khai sơn lập hướng, phần tiếp theo là phần tu tạo sửa chữa phương vị, và phần tiếp theo nữa là cái tháng nào vượng để chúng ta triển khai khai sơn lập hướng hoặc là tu tạo sửa chữa. Thì đi vào cái hướng đầu tiên, đó là hướng nam. Hướng nam thì có cái giả độ từ 157,5 độ cho đến là 202,5 độ. Với hướng nam thì chúng ta biết rằng có ba sơn hướng, đó là Bính Ngọ Đinh. Và trong năm 2020 thì đối với ba sơn hướng Bính Ngọ Đinh này, chúng ta triển khai tu tạo sửa chữa cũng như là xây mới, chúng ta triển khai xây mới rất là tốt với cái ba cái sơn hướng này là Bính Ngọ Đinh. Thì với cái việc đó là sửa lập hướng tức là xây mới, chúng ta có thể triển khai vào cái hướng, vào cái tháng đó là tháng Giêng, tháng 2, tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 âm lịch. Đây là những cái tháng mà các anh chị có thể xây mới với cái nhà hướng nam có giải độ từ 157,5 độ cho đến 202,5 độ, tức là 45 độ thì các anh chị có thể xây mới được. Về việc tu tạo sửa chữa, do năm 2020 chúng ta có ý hắc bệnh phù đáo đến khu vực hướng nam, do đó rằng là tu tạo sửa chữa chúng ta cần phải việc rất là kỹ lưỡng, cũng như là tu tạo sửa chữa chúng ta cần phải lựa chọn cái tháng để mà tu tạo sửa chữa, chứ không phải là đùng đùng chúng ta lôi ra chúng ta sửa chữa được một cách bất kỳ được. Do vậy là việc tu phương thì chúng ta nên triển khai tu phương vào hai tháng, đó là tháng 2 và tháng 7 âm lịch. Đây là những cái tháng mà chúng ta có thể xây mới hoặc là tu tạo sửa chữa được với cái hướng nam và phương vị nam. Tiếp theo sang đến hướng bắc, xin mời anh Long. Vâng, xin cảm ơn anh Đức Trung. Thì với hướng bắc thì có cái giải độ đó là từ 337,5 độ đến 22,5 độ. Thì như các anh chị đã biết đó là trong cái hướng bắc thì gồm có ba sơn, đó là Nhâm, Tý và Quý. Và với năm Canh Tý năm 2020 thì do nam phương tọa vào tam sát hỏa khắc kim đại hung. Chính vì thế là lập hướng trong năm 2020 với cái hướng bắc thì các anh chị tuyệt đối không làm. Tiếp theo là với cái vấn đề tu phương thì do năm sau năm 2020 Canh Tý thì thái tuế đáo vị và khẩu việt thị phi, thế nên là về cái vấn đề tu phương thì năm 2020 thì các anh chị cũng không thể làm được. Và tổng kết lại về cái hướng bắc của năm 2020 thì về tu phương và lập hướng là đều không làm. Do đó các anh chị nào mà đang có cái căn nhà và dự định mình làm nhà trong năm sau năm 2020 và với cái nhà hướng bắc này thì khuyên các anh chị là mình kể cả tu phương hay lập hướng thì đều không làm. Tiếp theo là về cái hướng đông thì xin mời anh Đức Trung. Cảm ơn anh Long. Hướng đông thì chúng ta biết là giải độ của hướng đông nó trải từ 67,5 độ cho đến 112,5 độ. Hướng đông thì bao gồm ba sơn hướng là Giáp, Mão, Ất. Thì trong cái năm 2020 thì cái việc đó là chúng ta biết là 2020 thì ngũ hoàng đại sát đáo đến hướng đông. Do đó rằng là ngũ hoàng đại sát là một trong năm đại sát tinh rất lớn mà chúng ta cần phải xét trong hệ thống chúng ta sát tinh chúng ta xét. Đó bao gồm thái tế sát, ngũ hoàng đại sát, tam sát, mậu kỷ đối tiên sát và mùa long biến vận sát. Thì năm 2020 vì rằng ngũ hoàng đại sát đáo đến hướng đông, do đó xác định đầu tiên rằng là hướng đông năm 2020 chúng ta không làm được. Vậy thì một điều chắc chắn luôn đó là chắc chắn năm 2020 sẽ không có bộ hồ sơ phong thủy nào đối với nhà hướng đông xây dựng mới và không thể nguyên làm. Do đó là đây là một yếu tố quan trọng mà các anh chị cần phải chú ý. Nếu như các anh chị đang có cái nhà hướng đông có giải độ từ 67,5 độ cho đến 112,5 độ, các anh chị định làm trong năm 2020 thì chắc chắn một điều là không làm được đâu. Hãy để các năm khác. Thậm chí năm 2019 này chúng ta cũng không làm được nốt cái hướng đông này, vì rằng là phần tọa của nó là phần tây, nó phạm tam sát, chúng ta không làm được. Xét đến cái điều đó là tu phương đối với phương đông, vì rằng là ngũ hoàng đại sát là một trong những sát tinh rất lớn trong hệ thống tổ tinh, cũng là một trong năm đại sát tinh lớn trong cái việc khai sơn lập hướng. Do đó rằng là với việc năm 2020 mà ngũ hoàng đại sát đáo đến phương vị đông ở trong nhà các anh chị, phương này chúng ta cần làm tĩnh và không được làm động. Do đó rằng là chúng ta cũng không có tu tạo sửa chữa luôn được cái phương đông này. Do đó rằng là cái phương đông nó phạm ngũ hoàng đại sát lại phạm luôn cả mộc kỷ đô tiên nữa. Do đó rằng là cái phương vị đông ở trong nhà, những cái tâm của nhà tính đến cái phương vị đông thì phương vị này các anh chị cũng không nên tu tạo sửa chữa trong năm 2020 Canh Tý. Tóm chung lại, hướng đông trong năm 2020 Canh Tý chúng ta không nên xây mới cũng không nên lập hướng mới.
Tiếp theo sang đến hướng Tây, xin mời anh Long ạ. Vâng, xin cảm ơn anh Trung. Thì với hướng Tây thì nó có cái độ số là từ 247,5 đến 292,5 độ. Và với hướng Tây thì gồm có 3 sơn, đó là sơn Canh, Dậu và Tân. Thì sang năm 2020, năm Canh Tý thì với cái hướng Tây đó là gồm có 3 sơn, đó là Canh, Dậu, Tân thì rất là vượng long, thế nên là khai sơn rất là vượng. Tuy nhiên thì với cái vấn đề khai sơn thì các anh chị cũng nên chọn cái tháng vượng nhất để mình tiến hành mình làm. Tiếp theo là vấn đề tu phương, thì với tu phương của hướng Tây trong năm sau thì anh chị cũng hoàn toàn có thể tu phương được. Và vẫn là một cái lưu ý của phong thủy Tâm Nguyên muốn gửi đến các anh chị là dù tu phương thì các anh chị vẫn phải chọn cái tháng vượng long để làm sao giúp cho cái trạch đất của nhà mình nó tốt hơn. Và với cái vấn đề tháng vượng của cái việc khai sơn lập hướng cũng giống như là tu phương thì các anh chị có thể ghi chép lại như sau. Với khai sơn lập hướng thì các anh chị có thể chọn tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 10. Còn với tu phương thì các anh chị có thể chọn tháng 4 và tháng 5. Thì đây là các tháng rất là tốt trong cái việc đó là các anh chị có thể chọn để khai sơn lập hướng hoặc là tu phương. Thì với các anh chị mà đang có dự định và đang có cái căn nhà hướng Tây thì có thể ghi nhớ về tất cả các tháng vượng như trên để mình có cái kế hoạch để mình làm sao mình tiến hành làm nhà cho nó phù hợp. Và về cái vấn đề chung cung của năm 2020 thì như thế nào anh Trung? Đối với phương vị chung cung, chúng ta biết chung cung là chúng ta xét là giữa của ngôi nhà đúng không ạ? Do đó nó không có hướng mà chúng ta chỉ có phương vị mà thôi. Thì đối với cái việc tu tạo sửa chữa ở khu vực giữa nhà, tức là các anh chị có thể là xây thêm một cái tầng mới, hoặc các anh chị là lập lại cái mái ngói, hoặc là các anh chị lập thêm cái lóc nhà, hoặc là thay đổi cái mái tôn, thì đấy chúng ta đều tính là tu tạo sửa chữa tại khu vực chung cung trở ra. Do đó tu tạo sửa chữa tại khu vực chung cung trong năm 2020 chúng ta làm được rất là tốt vào các tháng, đó là tháng 3, tháng 6, tháng 7 hoặc là tháng 12 âm lịch. Đấy là những tháng mà các anh chị có thể tu tạo sửa chữa tại cái khu vực chung cung, tức là tu tạo sửa chữa tại khu vực giữa nhà của mình. Thì điều này cũng rất là chú ý và các anh chị cần phải ghi chép lại. Tức là nếu như xét về yếu tố đại tu, tức là tu tạo sửa chữa cả ngôi nhà, thì các anh chị hình dung là đó, chúng ta xét về yếu tố tu tạo sửa chữa gần như ở chung cung, thì các tháng đó, tháng 3, tháng 6, tháng 7, tháng 2 âm lịch là các anh chị tiến hành tu tạo sửa chữa được trong năm 2020. Thì các anh chị chú ý cái lộ trình của mình để mà chuẩn bị một cách kỹ lưỡng nhất. Tiếp theo sang hướng Tây Nam, xin mời anh Lò. Vâng, với cái hướng Tây Nam thì nó có cái giải độ là từ 202,5 đến 247,5 độ. Và Tây Nam thì gồm có 3 sơn, đó là Mùi, Khôn, Thân. Và do Tây Nam của năm 2019 thì Phạm Ngũ Hoàng đại sát và chuyển sang năm 2020 năm Canh Tý. Do đó cái vận khí vừa thay đổi, thế nên là hướng Tây Nam của năm 2020 thì cũng là hướng bán cát. Và tuyệt đối là cái tháng đó là tháng 1 và tháng 2 thì là các anh chị không lập về cái vấn đề khai sơn, bởi vì do đó là phạm chính vào Mậu Thủy Đấu Thiên. Còn về cái vấn đề tu phương thì do đó là Mùi, Sơn thì phạm phải tam sát. Do đó thì khi mà các anh chị tu phương vào cái hướng Tây Nam trong năm 2020 năm sau thì các anh chị cũng cần phải lưu ý chọn cái tháng vượng để mình tiến hành mình làm. Và tổng kết lại thì vấn đề khai sơn lập hướng và tu phương thì với lập hướng của hướng Tây Nam thì các anh chị có thể chọn vào tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 9. Còn vấn đề tu phương thì các anh chị có thể chọn tháng 9 và tháng 10 để mình tiến hành mình có thể mình làm. Và tiếp theo là về cái hướng Đông Nam thì xin mời anh Đức Trung. Vâng. Đối với hướng Đông Nam thì các anh chị biết rằng là hướng Đông Nam nó có giải độ từ 112,5 độ cho đến là 157,5 độ. Hướng Đông Nam lại còn bao gồm 3 sơn hướng nữa, đó là Thìn, Tốn và Tỵ. Thì các anh chị biết rằng là từ 112,5 độ trên 157,5 độ, tức là 45 độ, đúng không ạ? Một cung đấy, một cung Đông Nam đấy lại còn chia ra là 3 cái sơn hướng bên trong, tức là mỗi sơn hướng này là 15 độ. 15 độ một sơn hướng nó khác nhau rất nhiều yếu tố liên quan đến tốc độ lưu thông khí, nhiệt độ, độ ẩm. Đồng thời kết hợp với lại phối với lại yếu tố về vận khí bản thân của gia chủ nữa thì nó tạo ra yếu tố về các cung vận khí của từng ngôi nhà một khác nhau, tùy theo độ số khác nhau. Do đó các anh chị phải đo được chính xác xem là độ số nhà mình là bao nhiêu độ, chúng tôi mới có thể căn cứ được xem là nhà của anh chị nó rơi vào sơn hướng nào thì mới có thể đánh giá được yếu tố là vận khí một cách chính xác nhất. Nhưng tự chung lại, Đông Nam nó bao gồm giải độ từ 112,5 cho đến 157,5, bao gồm 3 sơn hướng là Thìn, Tốn và Tỵ. Thì đối với cái việc mà Thìn, Tốn, Tỵ tức là nó tọa vào Tây Bắc và hướng là hướng Đông Nam, thì các anh chị biết rằng là Càn và Hợi năm 2020 nó sẽ phải Mộ Long biến vận sát phần Tuất, tức là Tuất Sơn ấy, tức là phần tọa Tuất và hướng Thìn đấy, tọa Hợi và hướng Tỵ và tọa Càn hướng Tốn, thì phần tọa của nó, tức là phần tọa nguyên cái phương Tây Bắc, nó đều bị phạm sát cả. Do đó là nếu mà xét chung lại, nếu không có việc vội mà chúng ta cần phải làm nhà mà hướng Đông Nam ấy, thì khuyên chân thành các anh chị hướng Đông Nam năm 2020 chúng ta không nên làm mới. Hoặc nếu như bắt buộc phải làm vì có thể là nhà nó cũ rồi, rột sửa rồi, sắp đổ rồi mà cần phải làm, mà nhà và anh chị vô tình vào hướng Đông Nam này thì các anh chị muốn làm được ạ, thì cũng hãy cứ đợi sau đồng chí thì các anh chị triển khai khởi công.
chi tiết cụ thể 5 tháng ngày giờ như nào, các anh chị vẫn cung cấp thêm thông tin chi tiết hơn nữa thì chúng tôi có thể tư vấn được. Do đó rằng là hướng Đông Nam bao gồm 3 xu hướng là hướng tị, do phần tọa của Đông Nam và Tây Bắc nó bị phản sát, do đó năm sau các anh chị không nên làm, nếu có làm thì phải chờ sang Đông Chí. Tương tự như vậy vào cái việc đó là tu phương. Tu phương tức là chúng ta tu tạo sửa chữa tại cái phương Đông Nam ở trong nhà, tính từ tâm của nhà. Thì chúng ta biết là phương tị nó phạm vào tam sát, vì rằng là năm 2020 thân tí thìn tam hợp, do nên tam sát nó sẽ đến ba phương là tị, ngọ và mùi. Do đó là phương tị nó phạm về tam sát, bởi thế nên cái việc tu phương nó cũng trở nên hạn chế hơn. Nếu như bắt buộc phải làm thì các anh chị cũng hãy làm sau Đông Chí các anh chị nhé. Tiếp theo sang đến hướng Tây Bắc, xin mời anh Long ạ. Vâng, xin cảm ơn anh nhé. Thì với Tây Bắc thì gồm có giải độ là từ 292,5 độ đến 337,5 độ. Và với Tây Bắc thì gồm có 3 sơn, đó là Tuất, Càn và Hợi. Và trong năm 2020, năm Canh Tý thì kỵ khai sơn hướng Hợi do phạm tam sát. Còn các phương vị khác thì các anh chị nên chọn cái tháng vượng để mình tiến hành mình khai sơn. Cái việc đó là khai sơn lập hướng vẫn là bán cát, và tu phương thì vẫn phải đó là lưu ý về cái vấn đề chọn năm tháng vượng để mình tiến hành mình làm. Do đó cụ thể với vấn đề lập hướng thì các anh chị có thể chọn vào tháng 4, tháng 6, tháng 11. Và về tu phương thì các anh chị nhất quyết đó là phải sau Đông Chí thì mình mới có thể tiến hành mình tu phương được. Do đó thì với các anh chị đang làm với hướng Tây Bắc và đang cần về cái vấn đề khai sơn hoặc là tu phương, thì lời khuyên với các anh chị đó là nên để sau Đông Chí thì các anh chị làm thì nó sẽ vượng hơn. Và với cái hướng cuối cùng đó là cái hướng Đông Bắc thì xin mời anh Đức Trung. Vâng, anh Long. Hướng Đông Bắc thì chúng ta sẽ có 3 sân hướng, đó là Sửu, Cấn, Dần, giải độ từ 22,5 độ cho đến 67,5 độ. Thì đối với cái hướng Đông Bắc vào năm 2020, tức là chúng ta biết là tọa Tây Nam và hướng Đông Bắc, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái hướng Đông Bắc vào năm 2020 nó bán cát, cho nên rằng là chúng ta khai sơn lập hướng thì chúng ta cần phải chọn vào cái thời điểm tháng vượng để chúng ta làm. Thì cái tháng để mà lập hướng được với hướng Đông Bắc này nó rơi vào tháng 4 và tháng 9 âm lịch. Nếu mà tu tạo sửa chữa tại cái phương Đông Bắc ở trong nhà thì chúng ta tu phương tại hai cái tháng, đó là tháng 4 và tháng 6 âm lịch, để các anh chị chú ý. Do vậy các anh chị sẽ thấy một điều, đó là trong tất cả các cái sơn hướng, các cái tháng mà Phong Thủy Thần Miên đưa ra, nguyên tắc nào để chúng ta có thể chọn được cái tháng mà chúng ta triển khai tu tạo sửa chữa hoặc là xây mới, thì nguyên tắc chọn tháng vượng nó phải dựa vào yếu tố vào cái tháng mà có nhật nguyệt đáo sơn cung, vào cái tháng mà thiên hợp quy nhân đáo sơn hướng thì chúng ta mới có thể triển khai tu tạo sửa chữa được, chứ không phải là chọn theo yếu tố là ngày hoàng đạo, giờ hoàng đạo đâu. Do đó cái việc mà để đưa ra được các phương án liên quan luận của khai sơn lập hướng 2020 là cái sự cố gắng cũng như là cái sự nghiên cứu rất là sâu của thầy Tam Nguyên cùng các thầy trong hiệp hội phong thủy di học thế giới phương độ tại Việt Nam. Do đó là các anh chị cần chú ý có thể là nghe đi nghe lại video và ghi chép lại để mà hiểu rõ hơn. Còn đâu chi tiết cụ thể hơn nữa để việc 5 tháng ngày giờ triển khai như thế nào, hoặc là triển khai khảo sát thiết kế lên phương án công năng mặt bằng nhà ra làm sao và các cái yếu tố quan trọng trong bộ hồ sơ phong thủy như thế nào để làm nhà cách tốt nhất, thì các anh chị hãy để Phong Thủy Thần Miên chúng tôi tư vấn một cách cặn kẽ hơn thông qua cái việc các anh chị có thể gọi đến số 1900 2292 và bấm nhánh số 2, hoặc các anh chị cũng có thể đến trực tiếp văn phòng tại Hà Nội tại phòng 510 tòa nhà 3TT đường Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội để chúng tôi hỗ trợ một cách chi tiết nhất. Thì thông qua đây là những cái phần thông tin chia sẻ của Đức Trung và Thiên Long với cái phần khai sơn lập hướng và tu tạo sửa chữa của cái năm 2020 Canh Tý. Để mà chi tiết hơn tất cả các sơn hướng còn lại thì hẹn các anh chị trong những video tiếp theo. Mỗi một video chúng tôi sẽ nói sâu hơn vào một cái hướng cụ thể, việc khai sơn lập hướng của hướng đó, cũng như phân tích các yếu tố sát, cũng như là phân tích đến yếu tố tu phương để các anh chị hiểu rõ hơn nhất. Thì hẹn các anh chị trong những video tiếp, các anh chị vui lòng chờ đón. Xin cảm ơn các anh chị. Và Đức Trung Thiên Long sẽ chào các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn các anh chị.